truy nã nữ chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Căn cứ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1969 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn. Căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng trong quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, trốn ngày 19 tháng 6 năm 2021. Chỗ ở của bị can Nhàn trước khi bị trốn là căn hộ 1709-1710, chung cư Pacific Place, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng bị truy nã phải báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Anh Hào, địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hoặc là số điện thoại 0916 777767. Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Kết quả điều tra đến nay xác định dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại quyết định số 1872 ngày 21 tháng 7 năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng do Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư, công ty AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu để công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị là 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, công ty AIC và các đơn vị liên quan. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.